nhờ cậu trông cháu, mẹ trẻ hết hồn lúc quay về, thế này lần sau, có dám nhờ nữa không? Những hình ảnh của người cậu có tâm và bé trai đáng yêu đang nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Mới đây, câu chuyện dở khóc dở cười của bà mẹ nhờ cậu trông cháu khi bận công việc đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Câu chuyện dở khóc dở cười này đã nhanh chóng được chia sẻ với tần suất chóng mặt ngay sau đó. Theo những thông tin được chia sẻ, vì quá bận, không có thời gian trông con, nên bà mẹ đã phải nhờ em trông hộ con trai. Cứ tưởng rằng người cậu sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng kết quả khiến không chỉ bà mẹ, mà khiến tất cả những người chứng kiến phải phì cười. Được biết, cậu của bé trai năm nay 27 tuổi, cách cháu 24 tuổi, nhưng thực sự, nhìn hành động không trưởng thành như lứa tuổi. Khi chị gái nhờ trông cháu, nam thanh niên thay vì dành công dỗ cháu, chơi với cháu, thì anh chàng đã mượn người cháu, để ngủ ngon lành trên ghế. Đúng là không còn lời gì để diễn tả về hành động của người cậu 27 tuổi này. Ngay sau khi những hình ảnh này được chia sẻ, đã nhận được nhiều luồng ý kiến từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người phì cười và dành lời khen cho sự đáng yêu, vô tư của cả hai cậu cháu. Bên cạnh đó, nhiều người cũng tỏ ra đồng cảm với những hình ảnh đang phải trông trẻ con. Mặc dù người cậu không hoàn thành nhiệm vụ theo đúng nghĩa, nhưng dù sao anh chàng cũng đã cố gắng để cháu trai không bị đi lạc, cũng như không khóc nhè. Đây cũng là lời cảnh báo cho một số bậc phụ huynh. Nếu có ý định muốn gửi con cho những người thân trong gia đình, nên cân nhắc thật kỹ để con cái không phải chịu thảm cảnh như trong câu chuyện này.